Hello, chào anh em nha. Hôm nay mình có công việc ở Tây Ninh nên mình đi về Tây Ninh. Đến 9 giờ được đi lên ngoài à. Ok, thoải mái. Sang số đúng là nó mượt hơn á. Ôi, coi cái bóng mình kìa. Coi cái bóng kìa. Cũng được chứ bộ. Sài Gòn mình dạo này nóng ghê á. Bước ra đường là nó hầm. Năm nay là hứa hẹn là vô mùa hè sẽ rất là nóng. Không biết có bị hạn hán rồi ngập mặn như năm ngoái hay không. Miền Tây là khổ nữa. Sớm mọi người đi vào trong trung tâm đi làm, đông quá trời đông. Ở chỗ cái nút thắt chỗ Panora với lại Trường Chinh với lại Cộng Hòa mà không gỡ ra thì nó kẹt suốt rồi. Nay đi gặp toàn đèn xanh, không giống hôm trước đi gặp toàn đèn đỏ. Nên có đoạn trên kia là được đi lên ngoài thì 6 giờ đến 9 giờ đây, lên đây là không còn. Nhìn cái biển giật mình nó lạng vô trong. Ở giao thông ở mình khó lắm chứ không có dễ đâu. Thấy anh em chạy quá trời rồi không biết làm sao quan sát được. Thấy một cứ đoạn dày đoạn khác, đoạn dày đoạn khác. Đấy, chạy nếu mà không để không phạm luật giao thông ở Việt Nam rất là khó. Kiểu gì cũng phạm luật. Mình nói ví dụ đơn cử, đang đoạn cho chạy 70, cái đùng cái hạ xuống còn 40, nó không có hạ từ từ. Không có hạ từ từ đâu. À, lên dốc cầu cho 40. Nhiều khi cái người ta thấy dốc cầu người ta chạy cố gắng người ta chạy chớn á, để nó lên cho nó nhẹ máy á, thì bị khống chế 40. Mà người ta chạy từ xa thì ta lấy đà từ xa thì người ta sẽ không có để ý được cái biển. Mà gặp cái biển mà cắm trong bụi cây này kia nữa là bó tay á. À, chạy lên như đó là qua dốc cầu là dịnh liền.
Hay giống như cái đoạn nãy đang chạy ngon chớn vậy đó, đụng cái đoạn chia cắt. Mà cái báo khung giờ đó thì nó nhỏ xíu à. Nếu mình chạy quá nhanh là mình không kịp thấy đâu. Tới Hàng Xanh. Ủa quên, ngã tư Hàng Xương chứ. Hàng Xanh với Hàng Xương mình lộn hoài à. Nắng xiên đẹp quá. Nắng xiên. Nắng sau lưng mình. Nó không có ngược nắng á. Quay phim nó sẽ rất là đẹp. Đó, sáng sớm đó mấy bà con. Hoa giấy nở quá trời. Hoa giấy là càng nắng càng khô, nó nở càng dữ. Đấy, xe tải không? Đường này là giờ xe tải chạy không à. Kẹt dài. Rồi nhiều khi đường chật mấy chiếc container bị hỏng, cứ đậu dọc đường liên tục à. Hoặc là chờ giờ hay sao á, là bắt đầu cũng kẹt tiếp. Xe chạy lắp vô đường của xe hai bánh đi nè, nên là xe bánh cũng kẹt. Lên một đoạn trên kia nữa bắt đầu đường nó mới đỏ hơn. Mấy bác nào ở trên này mà đi làm trong Sài Gòn đúng không, là cực luôn á. Ngày nào cũng đi về kẹt đường kẹt xá. Là mình phải
trả số, tranh thủ trả số trước khi dừng, về mo trước khi dừng, chứ mà dừng rồi về mo rất là khó. Mình không nói cái chuyện mà mấy bác chỉnh cái côn cho nó căng một chút để bóp vô nó cắt côn thở ra nhiều để mà về số nó dễ nha. Mình không nói cái cách đó, tại vì cách đó thì mình không có dùng. Cách đó mình dùng mình sợ nó cháy côn nữa, cho nên là mình chỉnh côn rất là nhạy, côn của mình rất là nhạy, nó hở chút xíu thôi là mình sang số rồi. Và nó có cái độ rơ, nó không có căng. Để mình buông côn ra cái là nó cắt nó chả nhả hết côn ra, nó không có cháy bố. Cho nên nó là khi mà dừng xe hẳn thì về số nó hơi khó hơn lúc đang chạy, cho nên là mình thường là phải trả số về mo trước khi dừng. Còn mình để ý thử coi cái phụ gia này nó có mượt hay không á. Nãy giờ là mình cố tình mình dừng đèn đỏ xong mình thử mình trả về mo xem sao thì ok, nó trả về được, lúc con trả về được em nữa là khác luôn. Ồ, cái này xài được á. Tại bình thường á mình bỏ vô mấy xe ga ở nhà, xe tay ga ở nhà đó, hết người ta bỏ vào đó, mình đâu có cảm nhận được đâu, đâu có cảm nhận được số xếp rồi đâu. Chỉ nghĩ là ok, nó giúp động cơ đỡ mài mòn hơn thôi. Còn đi xe số mình mới cảm nhận được rõ. Ôi, đồng lúa hôm nay người ta gặt rồi nè, người ta gặt rồi nè. Lâu lắm rồi mình không có đi về Tây Ninh. Ôi, lúa người ta gặt hết rồi. Vậy là vàng ché luôn rồi, không còn đồng xanh nữa đâu. Đến cầu An Hạ này nè, hết địa phận Hóc Môn rồi, chuẩn bị qua Củ Chi. Mùa nắng xiên nhìn đẹp không? Thấy bóng đẹp không? Lên số và trả số nó mượt hơn, ghi nhận. Vậy là mấy bác review cũng chính xác ghê ha. Đường này nãy giờ chạy chưa thấy có camera tốc độ ha. Chắc là mới có tập trung gắn ở quốc lộ 51 thôi. Mệt quá à, tại vì chẳng thà làm á là nó triệt để không, chứ đoạn có đoạn không, đoạn nào chạy cũng phải coi chừng, nó mệt quá à. Đã bình thường là đã nhìn bảng hiệu không cũng đủ mệt rồi, bây giờ thêm đoạn có camera, đoạn không có camera nữa, khổ quá. Này, bởi mấy anh em chơi sport khổ lắm rồi. Phải cứ nhắm mắt quất 299 thôi chứ nhìn chi cho nó mệt, mà nhìn cũng đâu có được đâu. Nghe tiêu cực ghê. Chỉ có cái đoạn từ Gò Dầu lên Tây Ninh đó là chạy nó thoải mái một chút. Còn đoạn này đi lên tới Chẳng Bàn Gò Dầu thì xe nó còn đông, mà xe lớn không. Sáng sớm người ta mua bán. Nãy đi qua cái khu chợ 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 trời, người ta buôn bán, người ta rao nghe hay đó, mình thích cái tiếng rao đó lắm.
Nhưng mà bây giờ nó có khác với lại cái tiếng rao hồi xưa. Lúc hồi nhỏ mình hay nghe, ngày xưa người ta rao, người ta không có công nghệ máy thu âm loa rồi như giờ. Bây giờ người ta thâu ở nhà xong cái người ta phát lại. Nó thậm chí công nghệ cao cấp nữa là giá điều chỉnh trong ngày là thu tại chỗ rồi phát tại chỗ luôn. Cho nên là nó tiện lắm. Nhưng mà do là nó tần suất phát nó liên tục á, cho nên là mặc dù là tiếng người nói nhưng mà nghe nó vẫn giả hay sao á. Nó không có hay như ngày xưa nó tự nhiên lắm. Cái gì cũng vậy, nó cũng có hai mặt của nó. Sao sáng sớm mà đói bụng quá vậy ta? Mình thường sáng mình không ăn sáng mà sao bữa nay đói bụng? À, hoàng cháo, tối hoàng cháo ăn hai tô cháo trắng. Mình khi nó nhẹ bụng nên ra là sáng nó đói sớm. Mấy ngày xưa ông bà mình ăn cháo không à, mở khỏe gì đâu luôn á. Còn giờ mình bị đặt ăn sơn hào mỹ vị mà bệnh suốt ngày. Người ta ngày xưa lao động chân tay ra đồng làm quần quật ăn cháo. Gạo đâu có nhiều đâu, nấu cháo ăn cho nó lợi. Mà người ta khỏe. Giống như hôm bữa mình xem clip mà có một kênh mới ra, người ta nói về nước đó. Hôm đó có một cái số liệu thống kê rất là mắc cười, đó là ngày xưa đâu có nhiều bác sĩ đâu, không có nhiều bác sĩ mà người ta không có bệnh. Bệnh nó cũng tự khỏi, ăn mấy cái lá cây xung quanh nhà để chữa bệnh thôi cũng khỏi nữa. Còn bây giờ trên một cái con đường mà thống kê có 5 bác sĩ, trung bình có 5 bác sĩ mà vẫn không đủ để mà chữa bệnh, nên bệnh viện quá tải. Đó thì đó là những cái số liệu thống kê mà cho thấy là khoa học phát triển nhưng cũng kèm theo cái sức khỏe con người nó suy giảm khủng khiếp luôn. Công nghệ nó phát triển nên là nó giảm cái lao động chân tay lại, thì con người không có vận động nhiều mà lại không có thời gian để gym, nên là chất độc nó cứ tích tụ ngày qua ngày trong cơ thể của mình rồi nó phát bệnh thôi. Cho nên là nếu như mình không có điều kiện để có nhiều cái hoạt động để trao đổi chất thì mình tốt nhất là mình hạn chế đưa chất độc vào người ha. Những cái gì mà nó thuộc về độc hại thì nên đừng có đưa vào người, để nó giảm tải cho các cơ quan nội tạng nên nó chuyển hóa trao đổi chất á. Cầu vượt củ chi. Chỗ này chào mấy anh em củ chi nha. Đây có YouTuber cũng nổi tiếng lắm nè, Phạm Tuấn. Mới ghé vô chẩn bàn ăn sáng. Quán không có khách luôn. Ngày sáng nay đói quá, đúng là chạy thẳng lên Tây Ninh luôn, nhưng mà
đói quá chịu không nổi. Rồi vô ăn sáng rồi đi tiếp. Làm cái cầu này cũng tốn tiền quá trời luôn mà chưa thấy xe nào chạy nhiều à. Từ đoạn này đi lên đến Gò Dầu thì nó bớt xe rồi, từ Gò Dầu đi lên trên kia nữa thì nó ít xe hơn nữa, chạy nó thoải mái hơn. Mùa này chắc ở dưới kia thấy mấy cái ruộng người ta gặt lúa hết rồi, chắc trên này thì cũng vậy. Ồ đây nè, còn xanh nè mẹ. Giờ ta trồng lúa ngắn ngày không à, thấy quanh năm trồng quanh năm. Nghe ba Gò Dầu rồi, chạy qua cái đoạn khu dân cư của Gò Dầu nữa rồi khỏe. Nay đi trời không nắng lắm, chứ Tây Ninh là mọi người biết rồi đó, nắng cháy da người mà. Nên là vô mùa hè là đi là cực lắm. Anh em ở Cảng Bàn chào một cái, có bạn đồng hành luôn. Mình đang mở kính ra để coi micro này nó có bị tiếng gió không, là mình có bọc cái bông lọc gió rồi không, chắc là nó cũng đỡ. Để phải mở cái kiến full face, phải mở cái kiến ra nói chuyện mới được, không thôi nói không ai nghe hết á. Thấy thấy chị hiền quá. Ghê không, mình chạy cũng có hơn ai đâu mà đặt nói người ta chạy hiền. Không lâu lắm rồi anh mới đi á. Hồi đó hay chạy lên Ma Thiên Lãnh chơi. Rồi chia tay bạn đó đi đổ xăng, xe hết xăng. Rồi lên đây bạn này cũng quẹo rồi, cho nên mình đi luôn. Đi trên đường có người nói chuyện cũng vui. Tây Ninh còn 26 cây.
gặt lúa hết rồi nè. Ta cuộn lại nè. Còn lúa hôm nay chưa gặt, lúa này vàng luôn chưa gặt. Dịch thả dịch, cứ cái ruộng nào mà người ta gặt xong là người ta phải thả dịch để cho nó ăn mót lúa. Mình đúng là máu truyền thống lúa nước vô người, nhìn thấy đồng lúa rồi thấy thích. Nó đặc trưng của Tây Ninh là thánh thất cao đài ha, rất là nhiều thất cao đài luôn, gần như cái nôi của Tam Kỳ Phổ Độ cao đài là ở Tây Ninh, thánh địa luôn. Trước có lần mình nghe người dân Tây Ninh nói về cái thánh thất cao đài cũng hay lắm á, một cái văn hóa kiến trúc đặc biệt luôn. Nói rồi người ta cũng nói là nguyên cái tòa thánh thất đó được xây bằng không phải là bê tông cốt thép đâu, mà nó là cốt tre. Thì không biết là người ta xử lý như thế nào mà cái tre nó có thể trụ được, nó đỡ được hết cái khối công trình đó, và nó cũng rất là lâu đời, tồn tại qua lâu đời rồi. Dĩ nhiên là cũng có sửa chữa cái tạo, nhưng mà đó cũng là một cái điểm rất là đặc biệt mà ít có cái công trình kiến trúc nào có. Hai tay này đến bốn tay là bên hội Ducati BMW với lại Goldwing có một cái sự kiện hành trình trái tim á. Hai các anh tổ chức hay kết hợp đi tour với lại đi tặng quà cho trẻ em nghèo á. Phải đi 3 ngày chứ. Đi 2 ngày là mình chắc mình cũng có thể sắp xếp đi. Mình đi chủ yếu đi cái dịp tặng quà cho trẻ em thôi. Còn đi 3 ngày thì mình không đi được. Mà nếu mà người ta đi 3 ngày mà mình chỉ tham gia được 2 ngày nó cũng không hay. Không có hết mình với anh em, mình không đi. Rồi đến trung tâm Tây Ninh rồi. Chào anh em Tây Ninh nha.